À, xin chào các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái món bì trộn hến ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mua cái phần da heo ha. Da heo giờ các bạn luộc xong, luộc với lại gừng á, gừng với rượu trắng hoặc là ngũ vị hương cho nó, đặc biệt là phải bỏ rượu trắng vô nha để cho nó khử cái mùi hôi á. Rồi các bạn sẽ sử dụng nước mắm để ăn kèm ha. Nước mắm này là một một chanh, hai đường, ba bốn nước mắm nha các bạn. Một chanh, hai đường, bốn nước mắm nha. Tỷ lệ nó vậy thì các bạn pha chủ yếu là nước chấm á, các bạn tùy theo khẩu vị nha, có tùy theo dùng mèn nữa. À, có những dùng thì ăn ăn mặn thì thêm nước mắm nhiều, ăn ngọt thì thêm đường ha, tùy khẩu vị các bạn ha. Rồi hến hến này thì các bạn lấy gạo, các bạn gạo trắng á, mình rang lên hay rang cho nó vàng lên là giả nhuyễn ha. Đó, các bạn bỏ vô máy xay. Rau ăn kèm thì các bạn sẽ sử dụng lá lốt, đặc biệt là phải lá sung, những các bạn lá sung ăn mới ngon. À, lá sung nè, mới ăn lá sung, lá lốt rồi cho nó ăn ăn cho nó thơm. Rồi cái bì này thì các bạn sẽ sắp sợi nó ha, mỏng hoặc dày tùy sở thích ha. Đó, rắc bì, rắc hến lên, rải hến lên, trộn cho nó khô cái miếng miếng da heo rồi ha. Cho hết là lượng hến vô cái phần da heo này nha các bạn. Hến nhiều thì nó thơm chứ không có gì hết các bạn. Đặc biệt là hến này phải nhuyễn nha, khi các bạn làm cái nhuyễn đó, làm cho nó nhuyễn. Sau đó các bạn dùng tay nè. Đó, cộng đều nó lên cho hến, cái phần hến nó thấm vô cái phần da heo đó các bạn, để cho nó khô miếng da lại. Chủ yếu là hến mới nhiều vô. Đây mình lấy da nhỏ lại miếng cho các bạn dễ thấy ha. Dùng tay nha, tay mình rửa xong mình mới làm, nhưng các bạn chứ để cho bạn hô không mất vệ sinh đâu. Cái món này ngon á, là cái thứ nhất là cái da heo các bạn phải làm sạch cái phần phần mỡ đó nha các bạn. Thứ nhất là mình làm sạch cái phần mỡ đó. Các bạn luộc á thì tùy theo da, ví dụ như da mà heo nó già quá thì nó da nó sẽ dày và cứng, thì đặc biệt là da heo rừng đó thì mình sẽ sử dụng nước dừa nha các bạn. Còn này là da heo non đó, còn nhỏ thì mình sẽ sử dụng nước bình thường thôi. Các bạn sẽ cho một chút xíu muối nè, khoảng một ly rượu trắng nè, rồi vài lát gừng vô các bạn luộc ha để khử mùi hôi nó ha. Còn nếu mà heo rừng á da nó dày lắm thì mình sẽ sử dụng cái phần nước dừa để cho nó mau mềm nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã làm xong rồi, mình sẽ cho cái phần bì nè, bì da heo này vô đây ha, thánh vô ra dĩa. Cái này thì rau ăn kèm, đặc biệt phải có số lá sung như nó ngon nha các bạn, rau thơm nữa để có cái nhóm nó ngon. Đó, tùy vào cái khẩu vị, nhưng các bạn có thể là sở thích nữa làm khác nhau nha. Đó, rồi chúng ta sẽ rắc một ít thính lên ha. Rồi vậy đồ được à, bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn coi ha. Ok, cái món da heo trộn thính của mình đã xong rồi ha. Thì đặc biệt là mình phải cái này, món này thì ăn với lại lại nước mắm chua ngọt á các bạn. Thì các bạn phải lưu ý là cái nước mắm này rất là quan trọng. Cái này thì quá trình mình sơ chế là khử mùi nó thì nó quan trọng rồi, thì cái nước chấm là quan trọng hơn nữa. Các bạn làm đúng tỷ lệ như vậy ha, là với lại nước mắm phải sánh như vậy nè, chấm nó ngon. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.